Còn son trưởng là son son si. Đó. Thầy học cái nào? Thì thuộc này, thuộc luôn này. Thì mình cứ thuộc cái thế vậy đi. Kiểm tra nè, đó kìa, từ từ son, từ đô này chuyển cho la, chuyển một ngón thôi. Đây, cái ngón này rút về đây này, về sát vào ngón. Rút về là à, cái nghĩa đó là trên đây giờ mình rút xuống đây. Từ đô á, từ đô đó, từ đây năm á. Đây, rút về đây. Đây có nhiều đó rồi. Rút về vị trí một cái ô này. Đó, phải la là gì ba? Đúng rồi. Là đây là của nằm nha thầy. Đây là đầu chữ này nha. Để rồi, đúng rồi, okay. Cái song chữ này. Là song chữ này là thứ đây. La thứ này. Đây, la thứ. Một là đây hai ha, một là đâu á? Thấy đó. Cái số là nó. Cái số một là ngón này, ngón số hai là ngón này, số ba là ngón đeo nhẫn. Nhìn thôi mà coi. Từ thương bên trên là cần đàn. Từ bên phải này là dây dây một, từ bên trái này là dây sáu. Thì mình cứ theo đây thôi. Từ đây này, la nha. Từ sau này la bảy nha, la bảy này, la bảy nha. La bảy nó chặn này, la bảy này, la nhớ la bảy này, la bảy đây, la bảy nó chặn, thấy nó tới về ngón bốn không, về bốn này, à, thêm cái ngón này là về la bảy, la bảy, la bảy này, la chặn bốn cái này lần nào, nghe vị trí này, nghe, có hết trong này, đó thì chặn nó chặn như này, đó, là đó là ô thứ hai nha, ô thứ hai nhé. Là nghĩa là đi xuống là chặn cái này. Ờ đúng rồi. Đây cũng la bảy bấm tắt này, bấm tắt là như này la bảy này. Rồi bấm tắt, mi với đồ thằng. Bấm tắt, nha, có cái bấm tắt nha, bấm chuẩn như này. Nó nhiều thế lắm, này bấm tắt này. Nên mình học đâu phải tiêu hóa nó chứ không học nhiều nha. Là chỉ la thứ là phải thuộc la thứ, son là cái khác. Đô là đô và son là son là la. Và khi quen là chưa chuyển như này. Đô son la là đô. Đúng rồi, đi quả xuống này. Bắt. Quay tay cái đó này chứ cái kẻ con quay cái đây chi quá rồi. Đi đây chứ. Đây đi bì á. Đi bì mà ấn xuống đây là son rồi. Không cái này nè. Đô không? Rồi đô này là phải cũng đô. Đô với thằng rê này bấm hai cái trên và dưới à. Đô với la là cùng bắt. Đô với la bắt năm. Còn son á, son với mi sau này là bắt 6. Và sau này son nó có bắt D tính sau nhá. Bây giờ hiện tại trước mắt nữa là bắt 36. Đấy, tại bên nó có son con tính 6 này. Bát là đi chậm. Là D thì là D là 3 cái bát. Cái này là dây bát, cái này cũng là dây bát. Đúng rồi, đây là bát nữa này. Ba trên là ba dây bát. Mà chậm xuống cao. Từ cao tới thấp à. Đúng rồi, thấp cao. Còn ba là dây chép này. Đó là string nhé, string nhé. Đây chép là string. Đó khi mình ngoài vấn đề là đô trưởng và son trưởng theo cái bài cơ bản này thì mình sẽ đang tiếp cận cái bolero là la thứ nha, la thứ này, dê thứ này, và sau đó là mi bảy này, mi bảy sau này là đô trưởng này, và pha này, son và hết sáu hợp âm này rồi đấy, ba bolero. Đó là chúng ta sẽ học ba hợp âm để hát cái đó là Thank you.
lên, tay cầm tay ôm những cánh hoa. Trong thời gian nghỉ thì mình sẽ có những câu nữa. La nhớ cái thế này mà tại chỗ nha, chứ đừng nói về nhà, nhớ cái thế này cho học cái đâu biết thấm thấm đến nó luôn. La này, la bây giờ cái tò mò là ở đâu la, là có những cái gì la đây đây, chị nhìn đây này, này nhìn này nha, đô nhá, đô nhá, cái kinh nghiệm đô đang đây nhá, thấy chưa? Tránh tình trạng chúng ta học lâu mà mãi không có hiểu chỗ đó, xong rồi tôi học hoài nó mất gốc. Mà sao nói nhiều tôi chả hiểu gì hết, nó nói ít thì càng không hiểu luôn. Đô là chỉ hiểu rồi đúng không? Đô là đô dây hai này, là nó đố cao nhá. Xì đô lên này, xì đô lên này, nhớ không? Xì đô lên nó đố đấy, nhớ nhá. Rồi cái ni này, rè mi pha này, rè mi pha, các bạn ni đấy không? Giữa trung tâm là mi mi nhá. Là xì đô này, là xì đô thì phải đô đấy không? Thì ngăn nào thì ngón đó, không được tranh. Đây đây là đô đô kiểu ha. Đôi trưởng bây giờ mình đang học la thì mình cần rút cái ngón áp út và vị trí sát cái nốt mi cùng một ngăn luôn, cùng một ngăn hai, cùng ngăn hai luôn, cùng ngăn hai luôn, rút về. Rút vào đó. Đây đây rút về, mình né cái ngăn này, né nó này sẽ đỡ. Đây nha, thì là mi với la nha, lại son la này, la này, la này, thì nên nốt đố nữa là thế là thế là thứ nha. Ví hiệu ai mà nhá. Nha, thứ nhá. Thứ thì nó có phải ngân nga, còn trưởng thì nó vui tươi vui, nó nhộn, nó hát đúng như đọc đó. Mình có hiểu trưởng thứ như vậy đó. Khô cứng này. Là. Rồi bây giờ chuyển sang đô này. Chuyển sang đô. Bỏ cái này lên đây là đô này. Đô đâu, nó đô đâu, nó đô. Đúng rồi, đô. Cái ngón áp út là chỉ dây dây son sai kìa. Dưới dưới đúng rồi. Nhớ nhá. Dây 2 nhá. Ngón trỏ là dây 2 nhá. Rồi ok, vuốt xuống ở đâu. Chuyển cái ngón áp út về ngăn thứ hai là la. La với đô nó có mối liên hệ với nhau. Nhớ nhá. La đô la đô la đô. Đô la đâu. Bấm xong được vuốt xuống. Đô bấm vào đó thì bấm vào đi. La 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 đô. La là đô là thứ nha, thứ nha, là đô là đô nào, là thứ đô trưởng nói lên, nhưng biết mà sau này đô thứ đô đơn bảy đô chục đô nha, được đọc lên là thứ đô trưởng là thứ là đô trưởng đó, thế là thứ đô trưởng rồi thứ về là thứ. Rồi, đô trưởng. La thứ. Rồi, son nào, son nào, để lên. Ngón áp út cái ngón đóng rồi, đúng rồi. Rồi, bấm xuống. Son trưởng. Nói lên. Son trưởng. Đô trưởng. Đô trưởng phải chuyển chứ. Bỏ ngón áp, bỏ út ra. Rồi, đô trưởng, đúng rồi. Rồi, rút cái ngón này về là la thứ. Nhớ cái dây này không được lên dây 3 nhá. Dây 3 là không đúng đấy. Dây 2 đúng nhá. Nhớ cái ngón trỏ đó là đô là phải la đô á. La đô nó cùng nhau luôn. Nó chỉ thay đổi ngón áp út thôi. À, la đô này. Nha, bài về nhà vậy nhá. Ba học âm này là mình trên đậm đệm khóc này, bài thì ấy này. La đô son nhá, la đô son nhá. Rồi thầy học một cái xong là em chuyển cái khác này, buổi sau em sẽ hướng dẫn cách chuyển cho phù hợp. Bây giờ chắc về nhà sẽ tập riêng nhé, hai người tập riêng cho xong, chứ đừng có để mà tập hoài không xong nhé. Dù giờ các chị đang tập đô nhé, đô tập vài đô cho thuộc cái là xong xong nó tập la. Đô này, đô chân, sáu chân, năm chân, sáu chân, năm chân, sáu chân, năm chân. Rồi bây giờ chuyển sang la nhá, tập riêng nha.
sau này mình chơi rap là hai cái với nhau, hiểu không? Không có liền liền luôn mà đó là không có học. Nhưng mà ý là các chị chưa từng chuyển được thì đừng có cố chuyển, nó bị bắt. Rồi la riêng nhá, la là la, la với đô là cùng 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 khởi đầu là cùng lên năm nhá. Rồi la này mình đọc la đấy, đô mình đọc đô đấy, đô này là la này, la chắc chắc nằm chắc chắc la chắc chắc la chắc chắc la. Rồi cái đô này, đô chắc chắc đô chắc chắc đô, nói lên chữ đô hoặc la này nó chuẩn nó thế nào. Rồi ra son này, son này, son ở đây đây này, đây. Mắt để trong lời hát, cái tông thì là nó đang quạt. 6 này, 6 chắc, 6 chắc, 6 chắc. Cái này hơi ngược nha. Rồi mình bắt cái nào chứ, 6 này, chắc, 5 chắc, 6 chắc, 5 chắc, 6. Nhưng mà đôi khi mình lẫn tống la không sao hết, tại mình đang làm quen. Son này, đúng nha, đúng kiểu đúng nguyên này. Rồi bắt đầu son.